quay cái cây của bà Liên nhé. Đấy, rất nhiều hàng rừng, hàng quái. Đây này, nhìn thấy cái cây này, bác biết cây này là cây gì à? Ở miền Bắc với tôi nó gọi là cây trời mòi đấy. Cây trời mòi, quả chua nhá. Quả chùm chua như cây trời mòi về Hà Giang hoặc là miền Trung nha các bạn. Đấy, đây một giống trời mòi đẹp, lá như lá táo, rất đẹp. Tội có cây này nhỉ. Cây này đang khá dễ sống. Trời mòi. Lá rất đẹp. Toàn hàng khai thác đẹp. Ổi này là hươu cao cổ. Hươu cao cổ. Mẫu đơn này ác chiến. Hai con hươu cao cổ. Có. À đây à? Mày mua được cái kia chậu à? Đấy. Gặp người ta biết mình có biết người ta là ai đâu. Nay nhiều cây ghê gớm nhỉ? Nhiều thế. Ngày chắc không hỏi giá các bạn. Tôi cứ hỏi này. Toàn cái rừng này. Ổi này thì tôi định giá luôn các bác nhá. Thì các bác đỡ phải hỏi nhá. Cây này chắc tầm bạn theo tâm lý của bà sẽ quát tầm ít nhất là 2 triệu cây ở cái cây thật. Cây kia nó tầm khoảng 4 triệu. Đấy, còn cái cây yêu qua cổ kia 1,5 triệu. Đấy. Còn những cây còn lại thì mình không tính. Đấy là nó vuông luôn, còn giá mua thì chắc chắn sẽ giảm một vài trăm. Đó là hả? Quay đi, người ta bảo là ở chưa ở Hà Đông hôm nào, giờ lại nhìn đến chợ người đâu. À vâng. Dân buôn. Mấy cái ổi này bao tiền chị? Mấy cái ổi này bao tiền đấy? Tết. Không hỏi bảo tết đi. Hỏi bảo từng cây một đi. Từ đây lại trở lại được bằng nhau à? To á nhỉ? Hươu cao cổ. Hươu cao cổ. À đây cái gì nhỏ. Ba chục lưỡi cây đấy các bác, em mỏi bức khẩn ạ. Thì nhiều là biết giá mà các bác, thứ hai là ai là người bán đấy, quan trọng là cái giá là người bán đưa ra và giá thị trường chung thì để tham khảo đấy. Còn có những người bán rất là đắt, họ buông những giá rất là đắt. Thank you.
thừa. Bánh thiên thừa. Bánh thiên thừa là một cái hoa. Cái này rất giống cái mai chữ thủy quá nhỉ. Đấy, tôi không biết tên cái này là cái gì. Rất giống cái mai chữ thủy. Cây này là cây gì ấy chị nhỉ? Mai chữ thủy. Khác thế nhỉ? Hoa thì đúng rồi, lá nó khác nhỉ? Dòng này là dòng gì không biết. À, mùi cũng như vậy. Lá tương tự thôi. Một nhánh khác à? Tôi chưa biết cây này không ạ? Đúng là hoa mai chữ thủy. Sao nó lại tốt hơn gì thế? Sao nó lại... Đã dặn thì cần mua thuốc.